anh ơi. Anh đang ngó mông gì đó, nãy giờ em kêu muốn chết luôn à. Anh nhìn cái gì mà say mê dữ vậy?
chị Hồng ơi, để nó nhắc anh nghe mỗi ngày. Phải nhớ tới Hồng chứ đừng nhớ tới ai, cô Sáu, cô Mười, cô Huệ hay là cô Mai. Hồi khuya hôm qua đó, khi em vừa cho Tầm ăn xong á thì má kêu em lên nhà trên, má hỏi. Má hỏi vậy chứ thằng Thanh con anh Năm Ngữ đó, mày có ưng nó hay không á thì trả lời ngay để tao còn trả lời với anh. Để anh nhờ mai mối mà lo việc hôn nhân cho hai đứa được. Em đứng hồi lâu rồi em nói: dạ con bằng lòng. Rồi cái má nói: thì má của em, mà má của em cũng là má của anh chứ bộ. À má nói: Hồng à, con ráng lo ruộng rẫy xong xuôi đặng còn lo mua sắm tết. Mà cái tết năm nay là một cái tết huy hoàng. Còn em thì có cậu Tư Mẹo làm chủ hôn cho bên gái. Chuyện gì vậy anh? Có gì đâu mà kẹt. Em nói anh nghe nè, muốn cưới vợ phải chịu cực khổ, bực mình chút đỉnh thì có ăn nhầm